Yo, chào toàn thể các bro. Tiếp tục là Roblox. Nay tôi sẽ chơi Roblox Evader. Ok. Vô game. Loading. Play luôn nha các bro. Play luôn, play luôn. Ê, đợi tôi bạn ơi. Mình phải đi đâu giờ? Ê bạn gì ơi, đợi tôi với. Holy shit. Hình như có cái gì đang đuổi mình hay sao? Ê, sao ông lại chạy nhanh? Hình như tôi nhớ không lầm là game này mình phải chạy trốn những cái con next boss. Next boss thì sao các bro ạ? Phải không? Đây là cái gì? Cái gì nó cười đây? Hôm nay ông đang nhìn cái gì đấy? Ủa? Sao cục hết rồi? Ê, con Linh kìa! Cứu tôi bạn ơi! Cứu tôi bạn ơi! Cứu tôi đúng rồi! Cứu tôi! Chạy đi! Chạy 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 đúng rồi. Tôi chết vào đây rồi rồi xem ai đã cùng chết. Bạn ơi là bạn, bạn ơi bạn gì ơi cứu tôi, đây đây bên này, bên đây, bên đây bạn ơi, đây tôi đây cơ mà. Tới đây nè. Rồi 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 rồi. Ôi, chết bị nhốt. Vãi trưởng. Ở mình chọn cái mốt khác được này. Big team. Big team, big team. Bây giờ chết hết rồi. Giờ phải đi đâu đây các bạn? Tôi chạy theo bạn này nhé. Ơ bên kia có cả súng nhỉ? Cái gì đây? Nhặt khẩu súng kiểu gì các bạn? Hai bạn này đứng lên làm gì đây? Ơ, bạn này có súng nè. Ủa? Nó cười đấy. Cái gì nó cười đấy? À, bây giờ mới bắt đầu này. Lúc nãy là warm up thôi, làm nóng người đó các bro ạ. Giờ bắt đầu này. Vote, 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 vote. Mây đây đi. Rồi. Round begin in 17 giây. Rồi chuẩn bị bắt đầu các bro ơi. Ok. Holy shit. Ôi chết 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 chết. Oh shit. Chạy theo bạn này đi, tôi tin tưởng cái bạn này có skin đẹp. Cứ bạn nào có skin đẹp tôi sẽ chạy theo. Ow. Chưa được bạn có skin đẹp kia chết mẹ rồi. Tôi tưởng skin đẹp phải chơi giỏi chứ. Đuổi kìa, chạy đi ông ơi. Làm cái gì đây mày? Tôi chết rồi. Ông này ông còn đứng ông ngắm cái gì ạ?
Nó đến rồi kìa. Ê, cứu ông ấy. Rồi. Té té các bạn ơi. Ông này sao rồi? Thế bạn ơi, nó đằng sau kìa, chạy đi đâu đấy? Giờ phải chạy đi đâu đây? Rồi, phải tìm cái chìa khóa. Nhiệm vụ là tìm chìa khóa và nhiệm vụ cho góc trên tia trái tôi thấy rồi. Ê, đừng dẫn nó lại đây ông. Wow, con dẫn nó lại đây ạ. Tìm chìa khóa, nhiệm vụ tìm chìa khóa. Rồi xong. Mẹ chết ở đây thì ai cứu được? À, ê kinh, ông này nhanh đấy. Holy shit, ông vác sát mình lại, ông cứu mình luôn ạ. Xịn đấy trưởng, đúng là người biết chơi, tôi chạy theo ông biết chơi đi. Chạy theo ông biết chơi đi. Cứu ông lại. Được rồi. Mình chạy theo cái ông biết chơi nhá, cấp rồ. Tin tưởng những người biết chơi, nhưng mà bây giờ tìm chìa khóa đâu? Vấn đề là nhiệm vụ bây giờ phải tìm được cái chìa khóa ấy. Không biết chìa khóa đâu mà tìm luôn ạ. Cứu tôi anh bạn ơi. Help! Help me! Help me! Ủa rồi chìa khóa ở đâu? Thôi cảm ơn các bro xem video nha. Nếu các bro thấy video hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để tôi có động lực cả những video tiếp theo nha.